Tối qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng gồm Phạm Quốc Việt, 23 tuổi, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Nguyễn Văn Thuận, 24 tuổi và Nguyễn Ngọc Phước, 18 tuổi, cùng trú quận Hải Châu, cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, ngày 4 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả tang 2 đối tượng Thuận và Phước đang có hành vi bán ma túy cho các con nghiện trên đường Phú Lộc 4 thuộc địa bàn phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thu giữ của các đối tượng 5 gam ma túy tổng hợp dạng hàng đá. Mở rộng điều tra, phối hợp với Công an quận Liên Chiểu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phát hiện bắt quả tang Phạm Quốc Việt tại ngã tư Kinh Dinh Vương, Hồ Quý Ly, thu giữ 5 gam ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Việt, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 10 gam ketamine, 7 viên thuốc lắc, hơn 50 gam ma túy đá, 1 cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng phân chia ma túy. Qua đấu tranh, Việt khai nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh để trực tiếp bán ma túy cho Thuận và Phước để bán lại cho các con nghiện, nhất là khi thành phố có lệnh nới lỏng cách ly xã hội. Các đối tượng đã tìm cách móc nối để bán lại ma túy kiếm lời. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.